những anh em nào mà nuôi lên được từ số lượng một cặp mà nuôi lên được 100 cặp hoặc là 200 cặp thì mình rất nể. Còn những cái ông nào mà chỉ cậy ta đây có tiền ấy mà tìm hiểu cái mô hình nuôi cái con chuồn hương này mà bỏ tiền vào mua 100-200 cặp ấy, sau khoe lên ấy, thì mình không sợ đâu. Vì anh chị em thấy là cái kiến thức mà khi mà mình không có thì chính là cái video anh chị đang xem là cái chuồng này, cái trại này mình làm cách đây 10 năm về trước thì nó rất là nhiều cái ngu, rất là nhiều cái sai, cho nên là đến bây giờ thì mình phải sửa lại toàn bộ. Mặc dù là nó cũng gần hết khấu hao của nó rồi nhưng mà cũng nhận ra là rất là nhiều sai lầm. Đến lúc mà khôn ra thì đã mất nhiều tiền rồi. Cho nên là muốn thành công ở cái lĩnh vực này ấy, là chúng ta phải bắt đầu từ những cái con số nhỏ. Sau qua 5 tháng khi mà chúng ta phát triển nó lên ấy, thì chúng ta nhận được rất là nhiều cái bài học và rút ra được rất nhiều cái bài học. Còn bất kỳ cái mô hình nào cũng thế, mà ông nào mà cứ muốn nhanh, muốn giàu, mà muốn tốc độ ấy, thì chỉ có một con đường là anh em phải học. Thì có hai cách học. Một là trải nghiệm dần dần và học trên mạng, kết hợp quan hệ với nhiều anh em người ta đã chăn nuôi rồi, người ta có kinh nghiệm thì học lại của người ta. Nhưng mà cái cách đấy thì không hiệu quả. Vì thực ra là khi mà mình cứ đi hỏi miễn phí ấy, mà mình không trao giá trị ấy, thì cũng không ai người ta chia sẻ hết cho mình cả. Thì cách học thứ hai là bỏ tiền ra mà học. Mình xác định là đây nó là một cái nghề, mà nghề kiếm tiền cho mình thì mình phải học. Mà nguyên tắc học là phải trả tiền, không có gì là miễn phí ở đây cả. Thế cho nên là anh em cứ nhìn những cái hình ảnh này, và đấy là cái bài học của tôi cách đây 10 năm về trước, là khi mà làm thì cũng cứ học mót ở trên mạng rồi cứ về làm. Sau đó là đến lúc mà mình nuôi mình cảm thấy là nó không phù hợp thì bắt đầu mình mới thấy là mình ngu. Cho nên là anh em cần lưu ý là đừng bỏ qua cái việc học. Cái việc học đó là chính là cái việc nâng cấp cái não của anh chị em lên. Khi mà Facebook nó vẫn nói đấy, khi mà tầm tới thì tiền nó mới tới được. Cái não của anh chị em nó phải nâng lên, nó cân bằng với cái tiền anh em kiếm được thì là nó sẽ kiếm được tiền. Còn chỉ gọi là bỏ tiền ra để mua con giống về với số lượng nhiều ấy, mà trong khi đó là kinh nghiệm không có ấy, thì lại nhanh trắng trại lắm. Thì đây là những cái chia sẻ cho anh em để anh em biết khi mà chúng ta làm trong cái lĩnh vực là nuôi con vật giá trị cao mà lãi cao thì nó chắc chắn nó phải có một cái gì đó đằng sau đó là nó khó thì nó mới cao như vậy. Thị trường thì khan hiếm, người mua thì nhiều mà người bán thì ít, mà con giống cũng ở thị trường thì cũng không có nhiều, mà nhất là những con giống chất lượng. Thì anh em nên lưu ý những cái đấy. Đây là những cái bài học mà mình đã tốn vài trăm triệu mà mình đến bây giờ mình phải phá bỏ đi, mình làm lại mới. Thì anh em có thể tham khảo.